Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay á, mình và anh Song Che. Ok, chào các bạn. Tụi mình sẽ đi tới một cái khu gọi là khu phố của người Việt Nam tụi mình ở Đông Tây Môn đó mọi người. Đúng ở rồi. Đây có rất nhiều quán Việt Nam cho nên mình và anh Song Che sẽ vào đây và thử đúng rồi. Trải nghiệm đồ ăn và uống cà phê để thử cho mọi người coi nha. Ok. Ôi, chào các bạn. Chào các bạn. Và bây giờ tụi mình đang ở đây là bên ngoài của quán này tên là nội phở. Bây giờ tụi mình sẽ vào quán cửa hàng mình ăn thử nha. Cửa hàng ý là gì? Tên người ta. Tên người ta. Tên bà chủ là Hằng. À thế hả? Sau này có quán phở là Hồng Ân. Đây là anh Song Che. Anh Song Che rất là lùng. Anh Song Che rất là đẹp trai. Không có đẹp trai. Bây giờ thì mình đang ở trong quán cửa hàng các bạn. Và đây là một quán Việt Nam rất là rẻ và nó cũng rất là ngon. Đặc biệt là rất là đúng vị của Việt Nam mình luôn. Đây là một cái địa chỉ, một cái gọi là sao ta? Chị Trâm, hắn có cần thêm một đồng hồ chí. Chị Trâm. Địa điểm bạn nha. Chị nhắn. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Dạ bây giờ anh muốn ăn cái gì? Ăn đều được. Ăn được, ăn cái gì được? Ở đây có mì xào không? Mì tôm xào. Có mì tôm xào nè. Anh muốn ăn món mắc nhất. Mắc nhất là bao nhiêu? Mắc nhất thì đây 35.000 won là khoảng 700.000 à 45.000 won 900.000 Việt Nam ơi, cái lẩu. Lẩu này là phải ăn nhiều người. Anh chọn hết 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Sao? Chọn hết 1 tiếng đồng hồ rồi đó, giờ có chọn không? Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ ấy một cái bún bò Huế nha. Rồi anh viết bún bò Huế đi. Viết chữ xấu là bị đập đó. Bò. Bò. Huế. Bù. Bò. Không phải là Huế. Huế. Một. Với cơm sườn. Cơm sườn. Một. Và một chai cua ca. Cái gì? À, cua ca nữa hả? Một chai cua ca. Sao hôm nay anh ăn gì? Hôm nay anh đã gọi cái gì? Anh đã gọi một bún bò Huế và một cơm sườn. Ok. Ở đây anh chưa bao giờ ăn bún bò Huế, đó là lần đầu tiên anh ăn bún bò Huế. Và sau đây là cái những cái món tụi mình đã gọi ra rồi ha mọi người ha. Và đây là mọi người thấy bún bò Huế. Wow, y như Việt Nam đúng không mọi người? Và ở đây có một cái cục huyết nữa. Ăn xong chị ăn được huyết không? Không được. Không được. Không được thì em ăn. Không sao hết. Là huyết đúng không? Ừ, huyết. Đúng rồi. Đây là bún bò này mọi người. Đó, rất là nhiều thịt luôn á. Đây là có một cục hoàng, cục này quên mất tên là chợ. Giò. Cục này là cục giò. Đây là gì? Gì bữa em. Đây là chả. Chả. Làm biến giới thiệu bằng tiếng Việt, tiếng Hàn quá. Nên là giả vờ em không biết tiếng Hàn đi được không? Tiếp theo đây là món cơm sườn các bạn. Qua đây lần đầu tiên á, mình đến Hàn Quốc mình được ăn cơm sườn á. Sườn mặc dù nó hơi tàn tí xíu nhưng mà cũng được. Bên đây có hai miếng chả nè, đồ chua và trứng và này. Cái này là chả. Chả. Mình ăn thử nhá. Ngon. Ngon. Back reaction. Tiếp, ăn cục huyết đi. Ok. Huyết. Các bạn đang xem người Hàn ăn đồ ăn đầu tiên. Huyết. Phản ứng như thế nào? Sao? Ngon. Không chứ mà.
また全部持ったごへ。マジそう。マジね。OK, đây là ở đâu cà phê? Ở đâu cà phê và đây có một cái bảng. OK, cà phê ở đây, ngon ngon cả người yêu cũ. Rồi, đọc lại coi. OK, người Hàn đọc. người Hàn đọc. Cà phê ở đây, ngon hơn cả người yêu cũ. Thăm ngon tới dịch cuối cùng. Bên đây là bên trong quán nè mọi người. Và con sâu là ngày Giáng sinh. Ừ, đúng rồi, anh tặng quà cho em đi. Người yêu của anh thì ở đâu? Người yêu của anh thì ở đâu? Yêu anh hỏi em chứ. Hả? Em đã hỏi chứ. Em hỏi người yêu anh ở đâu là sao? Người yêu của anh thì ở đâu? Đã sinh ra chưa? Đã sinh ra chưa? Học cái trò thả thính đâu ra đó ha. Thả thính hả? Thả thính. Mới còn nhỏ tuổi không lo ăn học đi. Yêu đương. Hả? Động không ạ? Cũng khá khá. Em cứ uống đi, nếu như mà em thấy động thì nói chị có thể điều chỉnh em được. À rồi, cảm ơn chị nhiều. Cái hai em tự nhiên nhá. Dạ chị. Cái này là sô bin thư nhá. À chị chào. Đây là chị chủ quán rất là dễ thương đó mọi người. Và chị vừa mới trao mình một. Nhân ai xin hôn, xin chào. Cảm ơn chị. Đâu ra cái nấm này. Em mới cho chị gửi. Cái trà đào này nhá, nó sẽ có một cái sự đặc biệt đó chính là cái ống mút ấy. Ống mút được làm bằng sợi ấy. Thì khi mà uống qua cái ống mút này thì nó sẽ có cái mùi thơm hơn. Với lại nó thân thiện với môi trường. Môi trường không phải nhựa. Cái đấy là đặt từ miền Tây đặt sang. Mua vị luôn đó chị. Từ miền Tây. Sang Tây ạ? À? Miền Tây là bản đồ của Việt Nam hình chữ S nhá. Miền Tây nó nằm ở phía cuối. Chị giống với tâm, có tâm với nghề quá chị. Anh được tìm thấy một chị chủ quán thì làm gì nó cũng phải có tâm huyết lên để cái tình trong đấy. Em uống thử cà phê này, nếu mà thấy nó đậm và đặc quá thì nói chị nhá, chị sẽ bỏ thêm nhân du vào đấy để cho nó nhẹ hơn. Đây là lần đầu tiên uống. Đầu tiên nhiều quá em. Nhiều người uống cà phê đen mà họ chưa biết được cái vị đậm của cà phê Việt Nam á, là họ bị phê luôn. uống luôn à. Em khuấy đánh cho khan đá. Quá dễ thương ghê. Chị cộng đội cái mũ lên vậy được gì chưa? Chị cộng đội mũ nhá. Không. Đó là kiếm bộ học không? Kiếm bộ đồ lính nữa. Kiếm bộ lính nữa mình đành du kích. Du kích là gì không? Du kích. Chiến thắng là du kích. Dạ. Du kích là nằm dưới đồng giường. Bây giờ anh xuống đồng giường. Không phải, không phải. Anh xuống đồng giường nằm đi. Không phải. Đó, anh nấp vùng, nấp nằm lùng, nằm lùng. Có xuống ở đâu? Tại sao xuống bên đó? Cấm anh xài đi, em nói em. Đâu? Lấy cái súng bên đây. Như vậy thì bé quá. Mình uống thử nhá. Còn đi. Nè, ổn lắm nè. Thật sự rất là ổn. Lâu lắm rồi. Có cái gì đó. Không đậm lắm. Không đậm lắm nhỉ. Uống được. Ủa. Này có chơi chủ bay thật sự. Có chủ bay thật đấy. Hả? Okay, rồi. Yêu yêu đó. Mở ra. À, thịt chân á. Thịt chất đấy. Mở ra như thế này. Mở ra. Thì ta ra rất là hẳn. Vậy tên là gì? Hướng. Hướng. Dương. Dương thì cốt đi. Đó. Đó là thơ gì? Hướng Dương. Hướng Dương. Đi đi mổ ta ra. Thế bắt đầu đi. Thì Hương Dương. À Hương. Dương. Chào đấy chị con. Hoa Hương Dương. Đi. Vừa nói gì lắm.
uống dương. À, vừa nói cái từ trước đó. Chưa đi. Cái này cũng hên xui lắm. Kiểu như là mấy con côn trùng biết không? Mọi lê mọi lê nó cưa trong cái này nó tắn hồn. Đúng chưa? Nhưng lâu có cái mình thấy trong ruột không có cái gì hết. Nhưng mà bỏ ra thì đúng là không có gì thiệt. Hiểu không? Hiểu không? Cứ được đầu đi. Đó, còn mấy cái đó hên xui á. Đúng chưa? À, chị chờ lúc. 다시 하는 척해. 그냥 하는 척. 아 진짜요? 진짜 해도 되고. 그거 너무 어려운데. 아, 오케이. 힘들어. 아, 진짜 좋다. 아, 진짜 좋다.